Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi mình em. Tình bạn, nó là cái khăn lau mặt. Tình yêu, nó là cái rẻ lau bàn. Người ta sẽ chỉ vứt cái khăn lau mặt làm rẻ lau bàn, chứ không ai lấy rẻ lau bàn lên để lau mặt. Có ai đó hỏi tôi là đã bao giờ có ai theo đuổi mày chưa? Và câu trả lời của tôi là anh thề là trái tim nhớ thương mới em tôi. Không nhắn tin, không gọi điện, không hẳn là quên, không hỏi thăm, không quan tâm, không hẳn là không nhớ, mà chỉ là sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm phiền đến cuộc sống của họ. Nụ cười cậu đánh rơi, tớ vô tình nhặt lấy, kể từ ngày hôm ấy tớ thành kẻ tương tư. Vậy thì ba người đó với một mối tình, người đau khổ nhất là người nào? Người đau khổ nhất là người yêu nhiều nhất. Nếu không có tiền thì tình yêu sẽ chỉ được UNESCO công nhận vì nó là một tình yêu phi vật thể. Bạn có biết biểu hiện của một người không thương mình là như thế nào không? Là khi người ta bơ tin nhắn của bạn trong 3 tiếng, nhưng bạn thì vui vẻ rep tin nhắn của người ta trong vòng 3 giây. Bạn có thấy mình ngu không? Có chứ. Búng một cái là có tất có tiền là bao phiền là biến mất đất. Biết đến tên anh để vang danh khu phố. Ít khi chơi nhưng khi chơi anh lố. Đắt khách như là rapper chạy xe.